Võ Sư Đệ à, không biết cái cô nhà hậu Long có tới hay không hả? Trịnh Sư Huynh, lúc anh Hùng mà Huynh đã nói có phải là bạn của hai người hay không? À, không phải, là bạn thân của Võ Sư Đệ, bần đạo không có dám lập quen đâu. Dương Quát, cái gã kia, cũng dám tới đây hả? Quả gì? Quá bá phụ. Quá gì? Bao nhiêu năm không gặp, cháu lớn lớn rồi. Quá bá phụ, cháu đi giờ lắm, sẽ làm vợ đồ của bác. Đúng ra phải mời cháu tới, nhưng mà sợ quan phế gì không của cháu. Nè, tới đây. Ê, người đó thì là Dương Quá hả? Để cháu tới đây cùng với sư phụ, thì hãy ngồi chung đi. Bần đạo hạ đức hạ năng, đâu dám ngồi chung với sư phụ của Dương gia. Triệu sư huynh, tại sao nói vậy? Hắn không phải là đệ tử của Toàn Chân giáo nữa. Quả gì? Chúng ta đi. Nè, nè, đạo trưởng. Quá đạo trưởng, quá đại hiệp. Bần đạo phụ lòng quỷ thác, thiệt là xấu hổ. Đúng ra phải xin lỗi với đại hiệp mới đúng. Triệu sư huynh quá lời. Đạo trưởng à, hãy cùng với quý vị đạo trưởng ra phiên rảnh họp mặt. Nếu như Quá Nhi thật sự có lỗi với quý vị, tôi sẽ phạt nó thật nặng, trả lại lễ phải cho quý vị. Được, mời. Mời quý vị. Mời. Quá Nhi, từ bác. Gì? Hãy cúi đầu xin lỗi với sư thúc tổ, sư phụ, sư thúc. Tôi không quên bài học của Dương gia. Quách đại hiệp, đừng có mở lời mỉa mai nữa. Toàn chân giáo của chúng tôi không có làm mất lòng Quách đại hiệp. Tại sao làm giúp chúng tôi như vậy? Dương đại gia, tiểu đạo xin cúi đầu tạ tội với đại gia đây. Tôi đây đã mù mắt, không biết được anh hùng hảo hán. Triệu sư huynh, chúng tôi đã gây phiền phức cho sư huynh, nhưng mà sư huynh cũng không có nên nổi giận. Dương Quá đã làm mất lòng sư huynh thế nào? Hãy ngồi xuống từ từ nói cho chúng tôi rõ đi. Bà cái nghề mọn của Triệu Chí Kích, đâu có dám làm sư phụ của người ta. Như vậy sẽ để cho anh hùng hảo hán thiên hạ cười chê. Ông phải sư phụ của cháu. Cháu nói cái gì vậy? Anh Tịnh, đứa nhỏ này tính tình kỳ cục, cần gì phải giận gì nói chứ. Đúng vậy, cháu tính tình không có tốt, nhưng mà đâu năn nỉ các người dạy cho công cho tôi. Các người đều là những nhân vật nổi tiếng cả mà, tại sao lại dùng quỷ kế để hại đứa nhỏ không cha không mẹ chứ? Im miệng. Sư phụ ngươi dạy ngươi dỗ công là để tình ngươi và sư bá đi. Vậy người nào sử dụng quỷ kế, người nào hại ngươi? Quá bá phụ, bá phụ tốt cái cháu, cháu vĩnh viễn không có quên. Đúng, là Quách bá mẫu có lỗi với cháu. Nếu như cháu muốn hận thì cứ tùy ý cháu đi. Quách bá mẫu không tốt cái cháu, nhưng mà cũng không có lỗi với cháu. Bá mẫu nói là truyền dỗ công, thật sự như vậy cháu học mà thôi, không có dạy cho cháu cái gì hết. Đương nhiên là cháu biết rõ không là việc tốt. Quách bá mẫu làm cho cháu đây đã biết được nhiều chữ và biết được rất nhiều lý lẽ của người xưa. Hãy lui ra, tại cho thôi, lui ra. Sẽ có một ngày ta nhất định trả cái hận này. Nguyễn Khải thâm thù gì? Tại sao lại nói như vậy? Họ Triệu này đây, tự nhận là sư phụ của cháu, không chỉ dạy võ công thì thôi, còn kêu lão đạo và kêu tiểu đạo đánh cháu nữa. Quách bá mẫu không dạy cháu võ công, tôi đánh cháu cũng không dạy võ công, cho nên cháu chịu cách đốn mà một thôi. Ngoài ra ông Hồ quá này đây nữa, thấy tôi mà bà tội nghiệp cho cháu là đánh chết người ta. Đại sư thúi, hãy nói đi, ta nói có thật hay không hả? Đúng vậy, ta lỡ ta giết chết bà ta.
Nếu nhà người trả thù cho Tôn bà bà, ta không đánh trả đâu. Quả gì không được vô lễ. Đừng có giả giờ nữa. Người biết rõ bác tỉnh không có chịu ra tay, làm ra dễ rồng rãi hả? Nếu như muốn ta giết nhà người, tại sao không được kiếm cho ta trong lúc ta không có người đi hả? Đạo trưởng hãy dừng bước. Quả gì? Nếu sư phụ của Tuần Chân Giáo không có dạy cháu võ công, vậy mấy năm qua cháu lên núi để làm gì hả? Quá bá phụ, bá phụ nhớ ngày mà bá phụ lên núi Trung Nam đánh cho mấy giáo sĩ Tuần Chân Giáo không có cách đánh trả không. Cho dù là Mã Lưu Khư Quỳnh, các vị dân nhân bỏ đi đi nữa, thì người khác cũng hận vậy. Họ không thể ăn hiếp bá phụ, không lẽ không thể không trúng hận lên đầu của cháu hay sao? Thật ra họ muốn đánh cho cháu chết, làm sao điều truyền cháu võ công được? Mấy năm qua một mình cháu cô đơn lẻ loi, sống lầy sông lất. Ngày hôm nay còn sống có thể tới gặp bá phụ, thật sự là trời trăng có mắt. Quả gì? Dương Quá, cái tên tiểu súc sanh đừng nói bậy đó bà nha. Toàn chân giáo của chúng tôi xưa nay hành động quang minh lỗi lạc, người gây quả. Nếu nói như vậy, cháu hoàn toàn không biết võ công. Vậy bao nhiêu năm qua không phải là hoài công ở tại Toàn Chân Giáo hay sao? Nhưng mà Quả Nhi, bác không truyền võ công cho cháu hoàn toàn là vì cháu. Bác nghĩ tâm nguyện của các đạo gia Toàn Chân Giáo cũng giống như là bác vậy. Quả Nhi thật sự không có học võ công. Hoàng bác chủ, tiểu tử này đây quỷ kế đa đồ, muốn thử võ công của hắn hả? Để nó cho ta. Tiểu súc sanh không biết võ công thật hả? Được lắm, ra bên ngoài. Bổn lão già chuyện đó không bao giờ nương tay đâu. Sống hay là chết tùy ý nhà ngươi. Kiện phu huynh. Anh tỉnh, đừng có nhúng tay vào. Chết rồi, Dương Quá thì không biết võ công, lần này hắn chết chắc đó. Tiểu súc sanh, người biết chắc hoàng ban chủ không làm hại tính mạng nhà ngươi, cho nên người làm ra vẻ không biết võ công. Ở trong tay của ta, ta xem nhà ngươi làm bộ tới bao giờ. Quách đại hiệp, hoàng ban chủ, tiểu tử này làm bộ không biết võ công, bắt đắc dĩ ta mới thử hắn. Sư huynh, nếu như tiểu tử này cầm cự tới cùng, để một chưởng đánh chết hắn, mong các người hãy làm chứng trước mặt sư phụ và sư bá của ta. Cái tên phản đồ kia giết chết hắn cho rồi. Dạ. Ta thật sự là không biết võ công mà. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Đừng, đừng mà. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi mà, đừng đánh tôi mà. Ây, đau quá. Nhập cho người chết. Đau quá, đau quá. Thật là mất mặt quá. Tình tiểu súc sanh kia. Làm ơn làm phước đi, đừng đánh tôi mà. Tôi không có cha có mẹ, đừng đánh tôi mà. Làm ơn làm phước đi, đừng đánh tôi. Đừng đánh tôi mà. Tôi không có cha có mẹ mà, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi ha, đừng đánh tôi. Tại sao không ăn? Còn dám nói mình là đại đệ tử đời thứ ba của Toàn Chân Giáo, ngài có một dương quá nhỏ nhỏ cũng đánh không lại. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Tại sao lại thua tên tiểu tử kia? Sư thúc, tiểu tử kia gian trá quá, cháu đây bất cẩn cho nên bị hắn đánh gục. Thua thì thua, đừng có giữ cớ nữa. Nè các người ra ngoài đi, chủ nhân là tôi bao hết trước quán toàn rồi. Đi, thế quan xin lỗi nha, dưới lầu đầy hết rồi, chỉ còn trên lầu thôi. Được, vậy tôi báo đến lầu. Dạ. Quắc đồ tới rồi. Sư cô,
Quảng Đồ, sư phụ tại sao giờ này chưa tới hả? Sư phụ hẹn chúng ta tự nhiên sẽ tới. Hãy kiên nhẫn chờ đợi đi. Có luồn chỗ hay là không đây? Giữa Lâm Trung Nguyên có tin tức gì quan trọng không? Cái ban ngày mai tổ chức anh hùng đại hội ở Lục Gia Trang, tuyển chọn minh chủ, lãnh đạo mọi người chống đỡ quân Mông Cổ của chúng ta. Hả? Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta xưng bá Võ Lâm. Ngày mai chúng ta sẽ tới Lục Gia Trang, nhất định phải cướp lấy chức vụ Võ Lâm minh chủ. Một khi chúng ta làm Võ Lâm minh chủ, sẽ có thể thực hiện thiên thu đại nghiệp Mông Cổ thống nhất Trung Nguyên. Tới lúc đó thiên hạ sẽ là người của Mông Cổ. Hai người ở tại Trung Nguyên lâu như vậy, võ công chắc chắn có tiến bộ. Bẩm sư phụ, tôi và sư huynh thường trao đổi võ công. Được, vậy tôi thử võ công các người xem tiến bộ được bao nhiêu. Làm phiền, nếu còn quấy nhiễu thì đừng có trách bổn pháp dương đại khai sát giới. Sư thúc, vị tăng nhân Tây Tạng kia võ công cao cường, còn là sư phụ của Hắc Đô và Đạt Nhĩ Ba nữa. Thầy trò của bọn chúng lẻn tới Trung Nguyên, không biết là vì chuyện gì. Nghe tăng nhân kia cho biết, ngày mai sẽ tới Lục Gia Trang đoạt lấy cái chức võ làm minh chủ để mà thực hiện nguyện vọng Mông Cổ thống nhất Trung Nguyên. Có chuyện như vậy à? Đúng rồi đó sư thúc. Được, chúng ta về Lục Gia Trang nói chuyện này cho Quách đại hiệp biết. Sư thúc, chúng ta thực sự trở về Lục Gia Trang hả? Ta biết rõ, tại vì nhà ngươi đã bị tiểu tử họ Dương kia làm cho mất mặt rồi. Nhưng mà cái chuyện này quan hệ tới tương lai của cả Võ Lâm, vận mạng của con cháu nhà Tống, chúng ta phải cho các lão anh hùng biết. Sư thúc à, chỉ cần người Mông Cổ không có kiếm chuyện tới toàn chân giáo của chúng ta nhúng tay vào chuyện đó làm gì? Tại sao lại nói những lời này? Toàn chân giáo của chúng ta cũng thấy như là danh môn chánh phái, chúng ta không thể chấp tay đứng nhìn. Chúng ta phải bảo vệ Võ Lâm, bảo vệ Giang Sơn nhà Tống. Toàn chân giáo chúng ta tuy rằng không đi tranh giành chức Võ Lâm minh chủ, nhưng mà chức gì Võ Lâm minh chủ cũng không thể rơi vào trong tay của những tăng nhân Tây Tạng. Sư phụ nói đúng lắm, chúng ta lập tức lên đường về Lục Gia Trang để bàn với Quách đại hiệp. Nhà ngươi đương nhiên muốn gì rồi. Ta sẽ tìm các sư huynh bàn bạc, cùng nhau trở về Lục Gia Trang đi. Sư huynh, hay là chúng ta hãy cùng Quách sư thúc trở về Trung Nam Sơn đi. Ta không biết sư thúc nghĩ như thế nào nữa, để chúng ta trở về Lục Gia Trang. Sư huynh biết không, tăng nhân Mông Cổ kia muốn tranh chức Võ Lâm minh chủ, người Mông Cổ muốn thống nhất Trung Nguyên, sự việc quan trọng như vậy, chúng ta phải trở về Lục Gia Trang để thông báo với Quách đại hiệp. Chúng ta không có phần làm Võ Lâm minh chủ, người Mông Cổ xâm nhập, Quách tỉnh tự nhiên đi kháng địch, anh em chúng ta có lợi gì đây? Sư huynh, tại sao sư huynh nói như vậy? Sách có câu, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Quách Tĩnh là đệ tử của toàn chân giáo của chúng ta, có thể nói là đồng minh sư huynh đệ của chúng ta. Vì giang sang đại tống, vì chánh nghĩa giang hồ, chúng ta không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Sư đệ đừng có mở miệng ra là trung hiếu nhân nghĩa, thật ra trong lòng đệ nghĩ thế nào huynh đây hiểu hết mà. Sư huynh nói gì kỳ vậy? Lần này đệ theo ta và các sư thúc tới Lục Gia Trang để mà dự anh hùng đại hội, chẳng qua là chỉ có muốn gặp mặt người yêu ngài nhớ đêm mong của nhà người ở tại đại hội anh hùng. Cho nên nhà ngươi muốn trở về Lục Gia Trang là muốn khói trường chánh nghĩa hay là gặp người yêu ở trong lòng đây hả? Sư huynh đừng có nói nữa. Cho dù là ngươi gặp mặt đi rồi sao đây, nhà ngươi không bao giờ chiếm được cô ta đâu, đừng có mộng tưởng nữa. Sư huynh đừng có buộc đi nữa. Ta buộc ngươi hả? Chẳng qua ta chỉ không muốn nói cái việc ngày xưa ngươi không thủ thanh quy để cho mọi người biết, chẳng những bị thân bại danh liệt còn bị sư phụ giết nữa. Đủ rồi.
Nếu ta kể chuyện xấu xa Bất Khổ Thanh Huy ngày xưa của ngươi ra, nhà ngươi sẽ bị thân bại danh liệt và bị sư phụ giết chết nữa là khác. Đoạn Chí Bình, tại sao lại làm cái chuyện như vậy? Ta có lỗi với sư phụ, ta có lỗi với cổ. Long cô nương, tại sao cô lại ở chỗ này? Xin hỏi, có gặp Dương Quá hay không? Dương Quá? Không phải đi chung với cô hay sao? Chúng tôi đã hơn một tháng không có gặp mặt. Ngươi có gặp Dương Quá hay không? Có gặp. Thiệt hả? Gặp hắn ở đâu? Hắn đã trở về bên mình của Quách Quá Tán rồi. Bây giờ họ ở đâu hả? Họ bây giờ ở Lục Gia Trang, ở tại Đại Thượng Quan, họp mặt với các diện người các phái. Quá gì thật sự ở Lục Gia Trang? Thật như vậy, Nông Cô Nương. Cảm ơn nha. Long Cô Nương. Nhưng đại ca, anh đi đâu vậy? Tôi ngoài cho chú. Em đi với anh. Khỏi đi, ta đi được rồi. Không được, cha dặn em phải tiếp đãi anh cho đàng hoàng tử tế. Hơn nữa anh còn chưa có nói cho em biết bao nhiêu năm qua anh sống như thế nào. Ê, đi đi. Nhưng đại ca, sư phụ của anh tại sao lại bỏ anh? Sư phụ của anh tại sao lại bỏ anh hả? Có nhiều nghi nhân lắm. Con người của huynh hả, vừa ngu vừa lười biếng, tánh tình lại tệ nữa, không giống như những người khác đâu. Đi hòa những người thân của sư phụ, nàng là mua ngầu biếng, nàng là mua cậu biếng. Nè, nói bậy gì đây hả? Tao nói là bản thân của ta bất tài, không lấy lòng được sư phụ. Tại sao hai người lại lén lút đi phía sau của người ta để nghe lén người ta nói chuyện? Huynh, mẹ lại truyền thụ đã bảo công pháp nữa kìa. Phải rồi, Lỗ Trưởng Lão ngu thật đó, học đã cậu bổn pháp lâu như vậy mà còn chưa biết nữa. Lỗ Thúc Thúc thì ngu thiệt, bọn người thông minh lắm sao? Đã cậu bổn pháp là báo vật chấn bàn của cái bàn, đó là những chiêu thức huyền bí vô cùng, là những chiêu thức giỏi nhất trong số võ công của thiên hạ, chứ không phải 10 bữa nửa tháng học được đâu. Nhưng mà đáng tiếc, ngoài ban chủ của cái ban ra, đã còn bổn pháp không truyền dài đâu. Ý, nếu như ngày nào đó các người trở thành ban chủ, Lỗ Thúc Thúc sẽ dạy đã còn bổn pháp cho các người. Ngài các cha của ta cũng không biết loại bổn pháp đó, các người nhà đừng hoài công vô ích. Với khả năng của huynh, làm sao để tên là ban chủ cái ban? Phu muội, em nói sư phụ tại sao chọn Lỗ Trưởng Lão nối nghiệp vậy? Bao nhiêu năm qua ta chỉ mang tiếng thôi, những chuyện lớn nhỏ trong cái bàn đều do Lỗ Thúc Thúc lo hết. Mẹ của ta nghe tới chuyện của cái bàn là nhức đầu rồi, cho nên không bao giờ muốn làm ban chủ hữu danh vô thực như vậy, cho nên cứ để cho Lỗ Thúc Thúc làm ban chủ một cách danh chính ngôn thuận. Mẹ của ta nói nếu để cho Lỗ Thúc Thúc học xong đã cậu bổn pháp, chính thức truyền ngôi là cho ổng. Cô muội, đã cậu bổn pháp là như thế nào vậy, muội có biết hay không? Không biết, ta cũng chưa từng thấy. Ê đúng rồi, đánh vậy nè, đánh nha, đánh nha, đánh như vậy nè, đánh nha, ấy nha, ấy nha, nè, ta đánh chó nè, đánh chó nè, đánh chó, đánh chó nè, ta đánh nha, 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 thôi đừng giận nữa hả? Đã
Đại Võ à, chúng ta đi coi thử đạo cầu bóng pháp thật sự như thế nào nha. Ừ, không được đâu. Sư mẫu biết được chúng ta lén học bà đạo cầu bóng pháp á thì bà chửi mất đó. Ý, sao nhát quá vậy? Chúng ta cứ coi chơi thôi chứ đâu phải học trộm. Bộ tưởng là võ công tầm thường có thể học được sao? Nè Tiểu Võ à, mình đi. Ờ, sư mũi à. Thôi được, các người nói nghe có lý lắm, để ta đi các người. Võ công cao như vậy, không lẽ không muốn thấy sao? Được mà, người không đi cũng không sao. Để ta học xong trở về, sẽ lấy đạo cầu bổng pháp đánh người. Ê. Dương đại ca, Dương đại ca, có theo chúng tôi hay không? Đi đâu? Đừng có hỏi nhiều nữa, theo chúng tôi đi. Ờ, phù muội, tại sao lại kêu hắn? Phải rồi, hắn không có biết gì hết. Nhìn cái mặt của hắn ngu gần chết kìa. Nếu như tới đó gây ra tiếng động để sư mẫu phát hiện thì... Ý, an tâm đi, ta sẽ lo cho hắn mà. Nè, hai người đi trước đi. Bốn người đi chung không có được. Bước chân rất lớn, mẹ sẽ phát hiện đó. Còn không đi, cứ đi thẳng ra phía trước, tới gốc cây kia kìa. Ta và Dương quá sẽ đi sau nha. Đi đi mà, đi đi. Quách cô nương, than thở cái gì vậy? Trong lòng em thấy bực quá, anh cũng biết mà. Quỳnh biết rồi, tại sao mà có trong lòng? Vậy mới lại lạ, làm sao anh biết? Được, nếu như Quỳnh đoán trúng thì đừng có chối nha. Được, đoán đi. Anh em họ Võ đều thương em cả, muốn lấy lòng của em, cho nên trong lòng em khó là lựa chọn lắm, phải không? Hey, Đại Võ thì tao nhã điềm đạm, còn Tiểu Võ thì có thể giải buồn giùm cho tôi. Cả hai đều là những thiếu niên đẹp trai cả, đều tài giỏi, được 100 điểm. Họ lại biết tăng bốc chiều chuộng tôi. Hey, người anh có cái giỏi của người anh, người em có cái mạnh của người em. Một mình tôi làm sao để lấy được hai người chồng chứ hả? Nè, đừng có mở miệng là nói bậy nữa bà nha, không chơi với anh nữa. Được. Dương đại ca, anh nói coi Đại Võ tốt hơn hay là Tiểu Võ tốt hơn? Cả hai đều cũng tốt. Tại sao vậy? Có người giỏi hơn họ nhiều mà. Dương quá có hy vọng không vậy? Không dẫn với anh nữa, chúng ta đi. Chỉ có anh em họ Võ mới xem mũi là tiên nữ mà thôi. Ta không dám cưới con gái ngang tàng như vậy đâu. Con gái trên đời này chỉ của lòng là tốt nhất. Nhưng đại ca, tại sao còn không đi? Ta phải đợi cô của ta. Cô? Ai là cô? Cô của anh bây giờ ở đâu? Ta đang cảm thấy là cô Long đang tìm ta. Lại nói bậy bạ nữa rồi. Cái gì mà cảm giác, cái gì cô, còn những lời bậy bạ. Như đại ca, mình đi. Nếu không chúng ta tới trễ, để mẹ tới trước thì chúng ta không có coi trộm được đâu. Đi mau đi. Lỗ Trương Lậu. Dạ. Cái gì đó là vậy đó. Dạ nhớ rồi, Dung mà. Ủa, anh Tĩnh, tại sao lại tới đây? Quá đầy, Lỗ Trưởng Lão. Dung mà, có chiều này cũng bàn với em. À, Lỗ Trưởng Lão, mình hãy ngưng đi, lát nữa tôi trở lại. Dạ. Dung mà, em có thai phải lo cho sức khỏe của mình chứ. Đừng có động tới thai nhì. Mọi chuyện lớn nhỏ trong cái bàn giao hết cho Lỗ Trưởng Lão lo đi. Cái bàn có rất nhiều chuyện đều do Lỗ Trưởng Lão lo hết, em đâu có cần phải lo gì. Nhưng gần đây lúc nào cũng thấy em vậy đã cầu bổng pháp dọn, coi chừng mệt người đó. Đành chịu thôi. Em dự trù trước khi anh hùng đại hội truyền chức vụ ban chủ lại cho Lỗ Trưởng Lão. Nhưng mà theo ban quy thì ông phải học được đã cầu bổng pháp. Em đã chuẩn bị lỡ trong vòng một thời gian ngắn truyền hết tất cả đã cầu bổng pháp cho Lỗ Trưởng Lão. Về chuyện cái bàn em hoàn toàn không cần phải lo. Nhưng mà chung thân đại sự của Phù Nhi em không thể nào yên tâm. Chung thân đại sự của Phù Nhi đương nhiên không thể coi thường. Nếu mà Dương quá tuổi còn quá nhỏ, tuổi trẻ ham vui gây sự, đó là một điều khó tránh. Hơn nữa chuyện ở Toàn Chân Giáo, anh không nghĩ hoàn toàn lỗi của Quá Nhi đâu. Cái chuyện mà nó gây gỗ tại Toàn Chân Giáo em không có ngại. Với sự quen biết bao nhiêu năm của tổ tiên của hai họ Quách và Dương, cái chuyện đó là đương nhiên.
Nhưng mà Dương Quá nó thiệt là xảo quyệt quá. Em càng nhìn nó càng thấy nó giống cha của nó. Em làm sao yên tâm gả phu nhân cho nó đây? Năm xưa Dương Khang huynh đệ không may lưu lạc ở tại Thiên Quốc, nhận giặc làm cha, cho nên mới có một ngày thê thảm như vậy. Cuối cùng thì thi cốt không tồn. Nếu mà năm xưa giao ảnh cho sư phụ Dương Khiết Tâm dạy dỗ, chắc không phải nổi dậy đâu. Mong là vậy thôi. Toàn chân giáo nếu không chịu nuôi dưỡng quá nhì thì anh đây phải đích thân dạy nó. Dương Khiết Tâm sư phụ đã căn dặn nuôi dưỡng quá nhì cho đàng hoàng, dạy dỗ thật tốt. Nhưng chuyện đó anh làm không được. Nếu không xem quá nhi như là người thân để mà săn sóc thì anh làm sao ăn nói với Dương sư phụ đã qua đời đây? Hơn nữa quá nhi rất thông minh, nếu anh truyền thụ võ công cho nó mới xứng đáng gì kết nghĩa anh và cha nó ngày xưa. Em chỉ sợ là nó thông minh quá sẽ hại thân của nó, cho nên em mới dạy nó học chứ không có dạy võ công. Hy vọng nó sau này lớn không nên người, có thể trở thành một nam tử hán đội trời đạp đất, hiểu rõ đại nghĩa. Cho dù nó không có biết võ công, chúng ta gả phùng nhi cho nó, chúng ta cũng đã thỏa mãn ở trong lòng rồi. Quách Dương hai nhà thế gia bao nhiêu năm, nếu như Quá Nhi và Phù Nhi có thể nên duyên vợ chồng, nó là một việc tốt nhất ở trên đời này. Quách Dương hai nhà thế gia bao nhiêu năm, nếu Quá Nhi và Phù Nhi có thể nên duyên vợ chồng, đó là một việc tốt nhất ở trên đời này. Cái đó khó nói lắm. Theo em nghĩ, Phù Nhi hình như là khinh thường Quá Nhi. Tính tình của Phù Nhi như vậy, chưa chắc là Phù Nhi nó thích đâu. Nhưng mà đại võ tiểu võ chiều chuộng nó đủ điều. À, anh Tĩnh à, anh nói đi, đại võ tốt hay là tiểu võ tốt? Chuyện nhỏ không thể thấy được. Một người khi nào đối diện với đại sự mới có thể thấy được phẩm cách. Anh nói cũng thật là đúng. Phù Nhi tuổi còn quá nhỏ, hôn sự của nó vài năm nữa tính xong. Biết đâu lúc đó còn sự sắp xếp tốt đẹp hơn, không cần để bậc cha mẹ phải bận tâm. Em lên dạy đã cậu bổng pháp cho lũ trưởng lão đi, chuyện đó em khỏi bận tâm. Được, em biết rồi. Lâu lên. Đi, cẩn thận nha. Lữ trưởng lão. Ồ, dạ. Ông hãy chờ một chút để tôi biểu diễn cho ông xem. Dạ, ban chủ. Trương lão, ngày hôm nay chỉ dạy tới đây thôi. Hãy về từ từ luyện lại đi nha. Nếu có thời gian ta sẽ dạy tiếp. Dạ ban chủ, vậy tôi về trước. Phù Nhi, Quá Nhi, đại võ tiểu võ, các con ra đây. Tại người đó. Mẹ, mẹ giỏi thiệt, chuyện gì cũng không giấu được mẹ. Chứ võ công của các con như vậy mà muốn coi trộm à? Nếu như ngay cả các tên tiểu tặc của các con mà cũng không phát hiện được thì làm sao ở trong giang hồ không đầy nửa ngày thì đã bị kẻ thù mai phục rồi. Mẹ, con đưa ba người này tới để coi mẹ biểu diễn đã công bổng pháp, nhưng mà lỗ trưởng lão đánh không có hay chút nào hết. Hay là mẹ biểu diễn một lần cho tụi con coi đi. Mẹ biểu diễn một lần cho tụi con coi đi được không hả mẹ? Để tụi con được sáng mắt mà, được không hả mẹ? Được không? Mẹ biểu diễn một lần cho tụi con coi đi mà. Được rồi cháu. Thank you.
mẹ, thì ra đã cậu bổn pháp lợi hại tới như vậy. Đã cậu bổn pháp là một môn võ rất là lợi hại, nó tự thành một phái không dính líu gì với các môn võ công khác. Nếu như chỉ học chiêu thức không có biết khẩu quyết thì cũng vô dụng thôi. Đáng tiếc nếu như chỉ biết khẩu quyết mà không có được tay đích thân truyền thụ thì cũng hoài công vô ích. Vì vậy mẹ không có ngại cho các con coi trộm, nhưng mà nếu như truyền thụ những cái võ công khác, tụi con có muốn nhìn trộm ta cũng không cho. Dạ sư mẫu. Võ công của mẹ cần gì phải nhìn trộm, mẹ đã dạy cho tụi con hết rồi. Phù Nhi, đi chơi chung với đại võ tiểu võ đi, mẹ có chuyện muốn nói với Hoa Nhi. Hoa Nhi, qua đây ngồi đi. Hoa Nhi, bác có chuyện này bác không có hiểu. Thật ra bác có hỏi cháu cũng không nói đâu, nhưng mà bác không có trách cháu. Lúc mà bác còn trẻ, tánh tình cũng rất kỳ lạ, nhưng cũng may bác tình của cháu nhường nhịn đủ điều. Bác không có truyền võ công cho cháu vì muốn cho cháu tốt, nhưng không ngờ lại để cho cháu chịu khổ. Bác tình của cháu thương bác, chịu bác, cái ân tình đó trước sau gì cũng đền đáp được. Bác tình có lòng kỳ vọng rất lớn ở nơi cháu, hy vọng cháu sau khi lớn khôn nên người, là một nam nhi đội trời đạp đất. Quá Nhi, đừng có để cho bác tình thất vọng nha. Quá Ba Mẫu, ngày xưa quá bác phụ đưa cháu tới cung đồng dược, cháu biết bác tình lo cho cháu lắm, nhưng mà ngoài khu đạo trưởng ra, những đạo sĩ khác ai cũng muốn hành hạ cháu cả, nhất là đạo sĩ Thúy Triều Chi Kính. Sau đó cháu được cô nuôi dưỡng, cháu học giỏi và lớn lên trong phố mộ, cô mới tới sự lời sư phụ của cháu. Cô vậy là một người con gái, sau khi cháu lớn không nên người đã học võ xong, cô cho cháu xuống núi à? Không phải, tụi cháu thất lạc, cháu lang thang giang hồ, cháu muốn tìm cô ta nhưng mà tìm chưa có được. Đừng có đau buồn quá, sự ly hợp ở trên đời này phải coi duyên phận, nếu như thầy trò thật sự có duyên thì sẽ gặp lại sau. Thật sao? Bây giờ chúng ta ở chung với nhau cũng giống như là người một nhà vậy. Bác tỉnh và những người bạn hồi nhỏ của cháu sẽ đối xử với cháu tử tế. Lúc cháu mới vừa gặp là họ, đâu quên họ là thế nào rồi. Dù thế nào cũng đã cách biệt bao nhiêu năm. Quá Nhi, thời gian qua hai bác đã để cho cháu chịu khổ, nhưng mà đó cũng là một dịp để tu luyện làm người. Cháu không ngại khổ, cháu bất chấp tất cả, cháu chỉ cần là gặp mặt của Long là đủ lắm rồi. Bác cũng không có muốn giấu cháu, ngày xưa bác không có thích cha của cháu, và cũng không có thích cháu nữa. Nhưng mà từ nay về sau thì bác sẽ đối xử tử tế với cháu, và sẽ truyền thụ hết võ công cho cháu. Bác Tịnh cũng sẽ truyền thụ hết võ công cho cháu. Quá Ba Mẫu, cháu ngày xưa có nhiều việc đều dỗ bác, sau này có nhiều việc ngon với bác hết. Quá Nhi, hôm nay bác đã thấy hơi mệt, vài hôm nữa rồi mới tính sau. Thôi chúng ta về. Ba Mẫu, cháu có chuyện rất là quan trọng. Ba Mẫu, nè, sao hả? Nè, hồi xuống đi. Nè, sao vậy? Bác đã côn mằng, xem ra chỉ là bị động thai khí, cho nên cảm thấy khí ở trong đan điền càng ngày càng yếu. Nè, ngồi xuống đi. Ba Mẫu à, thấy thế nào hả? Nó đỡ nhiều lắm. Cảm ơn cháu. Ngoan nhiều. Không sao thì được rồi. Mẹ, mẹ về rồi hả? Ủa, sao con lại mừng quá vậy? Mẹ có ai tới kìa? Hôm nay là ngày đại hội anh hùng, người nào tới đây? Ồ, chắc là sư phụ và sư bá của đại võ và tiểu võ có phải không? Mẹ, sao mẹ lại thông minh như vậy? Mẹ lại đoán được rồi. Cái đó có gì đâu là khó. Đại võ tiểu võ không có lìa xa con một bước. Bây giờ cả hai đứa đều vắng mặt, tin chắc là người thân của họ đã tới. Dạ phải, Chung Tử Liễu tiền bối và Niệm Hương Hương ẩn tiền bối đã tới rồi. Thật sự là họ. Mẹ và họ đã mười mấy năm không có gặp nhau. Mau vô chào hỏi đi. Ừ, đi. Quá Nhi,
Đại hội anh hùng đêm nay mới bắt đầu. Chiều nay cái bang sẽ tổ chức đại hội cái bang ở trong rừng. Cháu cũng tới đó coi đi nha. Thì cũng bình thường thôi, kiếm được một ngày bữa thôi tôi chỉ sợ. Được. Phải. Đúng vậy. Có gì đường chủ và hương chủ đã tới đủ hết rồi chưa? Đủ hết rồi. Ngày hôm nay là ngày bàn giao của tân ban chủ, là một khánh điện của cái bang. Các vị trưởng lão từ đông nam tây bắc các nơi tới đây đầy đủ, tôi cảm thấy rất vui mừng. Wow! Mười mấy năm qua, lỗ trưởng lão đã giúp cho ta xử lý mọi việc ở trong bang. Con người của ổng công bằng chánh trực, dám nghĩ dám làm. Tất cả các anh em ở trong bang đều tâm phục khẩu phục. Không dám nhận. Ở trong bang, giảng trưởng lão đã qua đời nhiều năm. Lương trưởng lão tuổi già sức yếu, bành trưởng lão lại mất tích nhiều năm. Ở trong bang không có người nào khác có thể tranh giành với lỗ trưởng lão. Vì vậy tân bang chủ theo đúng lý là do lỗ trưởng lão đảm nhiệm. Tôi bây giờ theo nguyên tắc ở trong bang, mang đã cẩu bổng do liệt đại bang chủ tương truyền trao cho lỗ trưởng lão. Lỗ trưởng lão. Dạ. Bây giờ tôi chính thức lấy đã cẩu bổng trao cho ông. Lỗ cướp sẽ tức giận cẩu bổng. Bắt đầu từ bây giờ, lỗ trưởng lão đó là ban chủ của cái bang. Quý vị, được ủng hộ quý vị, lỗ cướp cảm kích vô cùng. Còn đây lỗ ban chủ có tin tức gì của Hồng ban chủ hay không? Đúng vậy. Mười mấy năm qua, Hồng ban chủ dân du thiên hạ, hành tung bất định. Khoảng nửa năm trước đây, tôi có còn gặp ổng ở tại luyện sứ tâm ở Triều Châu. Ông lão tiền bối là gần đây có khỏe không vậy? Đúng khỏe không vậy. Tôi còn ăn uống với ông nữa, ăn uống hết một đêm. Ông ta rất là mạnh khỏe, uống rượu khỏe như ngày xưa vậy. Hồng lão ban chủ bao nhiêu năm qua đích thực đã trừ khử mấy tên cẩu quan hại nước hại dân. Đúng vậy, nghe nói là có năm tên ngũ sứ đã nhận lệnh đạt tử tới Trung Nguyên để làm những chuyện rất là tồi bại. Hồng ban chủ sau khi biết được đã trinh sát rồi. Cái đám ngũ sứ thật là ngông cuồng, ăn hiếp dân chúng tại Trung Nguyên. Nhưng mà hành tung của bọn chúng phiêu bạc, cho nên anh em trong bang không có tìm được họ. Nhưng gần đây không biết là họ đã đi đâu rồi. Ta nghĩ có lẽ là đã bị Hồng ban chủ giết chết. Rất đáng tiếc, Hồng lão tiền bối nhà nghĩa phụ của tôi Âu Dương Phong sau khi đánh bại ngũ sứ không may đã qua đời rồi. Có phải chuyện gì không? Bất tỉnh ở trên đỉnh núi Hoa Sườn, xin mắt của cháu nhìn thấy mà. Ông lão tiền bối. Ông lão tiền bối.
Bác thì không ngờ ông lão ban chủ đã chết trên đỉnh núi Hoa Sơn. Ông không những là sư phụ của Bá Phụ và Quách Bá Mẫu, hơn nữa ông cũng chỉ là bạn thân niên, là những người bạn đã quen nhau mấy chục năm rồi. Ông lão ban chủ suốt đời thành hiệp, chủ nghĩa ghét ác như thù. Ông ta là một hảo hán văn minh lỗ lạc độ trời đạp đất, không những trong cái bang được sự kính trọng của các đệ tử, và cũng là một anh hùng mà trong võ lâm đều kính ngưỡng. Đúng vậy, lúc nãy nhìn nét đã buồn các đệ tử cái bang, cháu biết rõ ông ta được mọi người rất quý mến. Nghĩ lại trong thời gian sống cùng với ông ta là một người già trí tình, trí tình chỉ tính bất chấp tiểu tiết. Những đêm như vậy cháu suốt đời không quên được. Cái chết của Hồng lão ban chủ, bác biết mọi người đều đau buồn lắm. Nhưng mà Hùng chết để gia, người chết để tiếng, ông ta đã không muốn kiếp sống này. Quả nhiên, cả nhà của bác đều nhớ tới cháu. Lúc này ở trên đại hội của cái bàn, cháu đã đứng ra cho các đệ tử biết cái chết của Hồng lão tiền bối. Đại nghĩa đằng đằng, bác đây có cảm giác sâu sắc. Quách Bá Bá đã già rồi, và cháu cũng đã lớn. Vậy không bất tỉnh, ở trong mắt của cháu, bác là một đại anh hùng. Không, chỉ có Hồng lão tiền bối mới là đại anh hùng. Quá nhiều, bao nhiêu năm qua bác không có cơ hội nói chuyện với cháu. Bác biết rõ cháu đây không có thích Quách Bá Mẫu, cho nên bất tỉnh. Cũng tại Quá Nhi ngày xưa không có biết chuyện, cho nên là cho Bá Mẫu không có được vui vẻ trong lòng. Ngày hôm nay Bá Mẫu có nói chuyện với cháu, cháu đã hiểu rõ trong lòng. Bác lúc nào cũng quan tâm cháu rất là nhiều. Vậy thì tốt quá, từ đây chúng ta đã là người nhà, đừng có xa cách được. Xin mời quý vị vào trong. Xin mời quý vị khách tự nhiên nha. Mời mời. Xin mời. Đạo trưởng. Xin mời. Mời mời. Xin mời. Dương quá, mấy mươi năm qua chắc là ngươi đắc ý lắm phải không? Tiểu đệ một ly nha. Thôi được. Cảm ơn, cảm ơn. Đại ca, tại sao nhất viên chỉ sư bá dạy cho chúng ta không có công dụng? Sao là vậy? Có lẽ đề xuất chỉ không có đúng đâu, hay là học chưa có đủ? Tại sao lại không đúng chứ? Còn chưa biết nhất viên chỉ là cái gì mà làm phách nữa, xem ra đâu có gì hay. Dương đại ca, anh em chúng ta lâu quá không gặp, bây giờ gặp lại, tiểu đệ xin mừng liền. Cả liền. Má, theo ta nghĩ hả? Uống rượu xong, ăn thêm miếng thịt gà, có gì không tốt chứ? Càng ly, càng ly. Thì là vô dụng. Quý vị anh hùng, cảm ơn tất cả tới ủng hộ đại hội anh hùng mấy chục năm tổ chức một lần ở tại Sơn Trang, tăng thêm nhiều danh dự. Lộc Quán Anh ta dùng ly rượu này để cảm ơn quý vị anh hùng. Mời cạn.
Các vị anh hùng, Mông Cổ xâm lăng chúng ta hãy thừa dịp đại hội anh hùng này đây, gồm góp ý kiến, tìm được diệu kế, tập trung lực lượng đuổi tụi Mông Cổ ra khỏi Giang Sơn Đại Tống. Đúng lắm. Tết có câu rắn không đầu không xong, quân hùng không thể không có người dẫn đầu. Chúng ta có trí trung nghĩa đi nữa, cũng phải có người cầm đầu, nếu không không thể thành đại sự. Đúng vậy. Tôi đề nghị là hãy để Lục Tông Chủ thống lãnh chúng ta. Hát cho tốt gì sư huynh, tới thì là đúng lúc. Có người tới đây mà kiếm chuyện, chúng tôi cho cháu biết, cháu phải cẩn thận đó. Là ai? Hoàng tử Quốc Đô và thầy cậu của hắn. Hoàng tử Hát Đô. Mai vị từ xa tới, mau vào chỗ. Sư phụ, để tôi dẫn kiến cho sư phụ hai người anh hùng nổi tiếng nhất thiên hạ. Người này đã từng là nguyên soái đại quân Tây chinh chiến tấn công Mông Cổ của chúng ta, Quách Tĩnh Đại Hiệp. Ở bên mình của ổng là hoàng ban chủ của cái bang và cũng là Quách phu nhân. Còn người này là sư phụ của tại hạ, Thánh Tăng Tây Tạng, và cũng là người được phong làm đệ nhất hộ quốc đại sư, hiện nay là Kim Long Pháp Dương. Bác Hồng, đây là sư phụ của Ngũ Sư đó. Đáng tiếc Hồng Lão tiền bối đã qua đời, không có cách gì so tài với hắn. Tại hạ dám hỏi ba vị có gì chỉ dạy. Ba thầy trò chúng tôi đã nhận được thiệp mời anh hùng tới đây để dự tiệc, và muốn nhìn các anh hùng hào kiệt trong chốn thiên hạ, để xem trong đương kim võ lâm có võ công danh tiếng của người nào có thể hơn được sư phụ của ta Kim Luân Pháp Dương. Vậy à? Vậy thì ra đây. Muốn gì? Quý vị võ lâm anh hùng, ngôi báo võ lâm mình chúa, ngoài sư phụ của ta Kim Luân Pháp Dương ra, không có người nào thích hợp hơn. Chúng tôi đã có người làm minh chủ, các hạ tới đây để kiếm chuyện là muốn đề cử một người mà xưa nay chưa có hề thấy mặt, Kim Luân Pháp Dương gì đó, khó làm cho mọi người kính phục. Nếu như Hồng Lão tiền bối mà ở chỗ này, chắc chắn sẽ cùng với Kim Luân Pháp Dương thi triển thần thông tranh chức thư hùng. Tiếc là ông đã tiên dù, không thể có mặt ở đây được. Cũng may là Hồng Lão tiền bối và Kim Luân Pháp Dương đều có đệ tử có mặt, như vậy có thể để cho đệ tử thay mặt hai bên so tài có được không? Có lý, nói rất là có lý. Đúng rồi, rất là áp dụng. Hãy ra sân thi tài với đệ tử của Hồng Thất Công đi. Nghe nói trấn bang chi bảo của cái bang có một môn đả cẩu bổng pháp gì đó. Đả cẩu bổng pháp nghe nói là bản lãnh giỏi nhất suốt đời của Hồng Thất Công. Nếu như Tiểu Dương có thể dùng cái quạt này đánh bại được đả cẩu bổng pháp, như vậy bản lĩnh của Hồng Thất Công chỉ có hư danh mà thôi. Đả cẩu bổng pháp của Hồng Lão tiền bối xưa nay không có dễ dàng sử dụng. Hãy thầu giáo Hàng Long thập bát dưỡng của ông ta được hay không? Ở tại Trung Nguyên Nam Sơn, các hạ và Tiểu Dương đã gặp mặt rồi. Lúc đó các hạ đã tự nhiên nhận mình là đệ tử của Toàn Chân Giáo. Tại sao bây giờ nhận là đệ tử của Hồng Thất Công? Một người lại nhiều người làm thầy, đó là chuyện thường. Các hạ võ công tuy giỏi, nhưng vì đã học nhiều nghề, cho nên không lộ được bản thân thật sự của Hồng Thất Công. Quách Đại Hiệp là đệ tử của Hồng Lão tiền bối. Nếu như ông thấy không có thể thay thế, thì người nào thay thế được đây? Đúng rồi. Sư phụ, tôi nghĩ lần này chúng ta hoài không vô ích rồi. Chúng ta ngàn dặm xa xôi tới dự đại hội anh hùng, không ngờ toàn là những kẻ tham sanh quý tử. Sư phụ, nếu như sư phụ là minh chủ của những người này, thì người trong thiên hạ sẽ cười sư phụ là thống lãnh của những thứ ăn hại. Tôi nghĩ hay là hãy nghĩ kỹ, đừng để cho chúng làm ô uế thanh danh của sư phụ. Tại hạ là ban chủ cái bàn lùa hổ cước, đã có bổng pháp 10 phần giao được 1 phần và chưa sử dụng. Nếu như người muốn thử đã có bổng pháp, tôi đồng ý so tài với người. Hạnh hội hạnh hội, vậy thì Tiểu Dương ngày hôm nay sáng mắt. Mời.
Chỉ có vậy mà thôi. Nè, tiểu tử đừng ngang tàng, hãy thử vô công của chúng ta trước đi. Quý vị võ lâm anh hùng, hai tiểu đệ này nếu như muốn thọ giá với võ công của bổn dương gia, chỉ sợ bổn dương ra tay nặng quá, đã thương vô bọn chúng. Nhưng nếu như không so tài với bọn chúng, thì dường như sợ bọn chúng đó. Như vậy đi nha, cứ quyết định như vậy. Chúng ta đấu ba trận, nếu như bên nào thắng hai, thì minh chủ võ lâm sẽ thuộc về phía đó. Lúc nãy ta đấu với lỗ ban chủ, ta không kể nữa. Ý kiến của các vị anh hùng như thế nào? Hai người đi chỗ khác chơi đi. Đại giỏi chúng ta lui cho... ra. Hai người lui ra. Quách đại hiệp, cái màn lúc nãy coi như cũng không kể nữa. Ba thầy trò của tôi võ công của bổn dương gia tệ nhất. Được, để tôi đánh trận đầu đi nha. Xin lỗi quý ban muốn phái người nào để ra đấu với tôi đây? Lần này ai thắng ai bại không phải là đơn giản đâu. Được, chúng ta ba trận định thắng bại. Được, nếu như quý vị có ý kiến phải nói sớm. Thắng bại đã định, mọi người phải nghe lệnh của minh chủ. Người đánh trận đầu, lệnh sư huynh đánh trận nhì, sư phụ người đánh trận ba, quyết định rồi chưa? Nhất định. Chưa sư huynh. Dùng nhất dư chỉ đối phó với cái tên Mông Cổ này chắc không có khó đâu. Quá tỉnh dài dễ thấp hẹn sẽ đánh trận thứ nhì, còn Kim Luân Pháp Dương sư thúc có muốn ra mặt? Bần đạo đồng ý thử. Quách đại hiệp yên tâm, chỉ sợ kẻ đó ra tay độc ác, sư thúc phải cẩn thận mới được. Quách đại hiệp không cần phải lo xa. Nếu như bần đạo có sức, cho dù cho bần đạo có chết trong tay của hắn cũng không ăn thua gì đâu. Thông đạo sĩ cứ yên tâm, nếu như chúng ta thắng hai trận trước ở trong ba trận thì trận thứ ba không cần phải đấu nữa. Hồng ban chủ cao minh thật, tại hạ thân phụ tri nhiệm, nếu như cũng thắng được tên hoàng tử Mộc Cổ này đây thì sẽ bị anh hùng thiên hạ cười suốt đời. Tại hạ họ Chu, tên Tử Liễu, chỉ biết ngâm thơ làm câu đối, võ công rất là dở, xin các hạ chỉ giáo giùm cho. Tiểu Dương thọ giáo với tiền bối, hãy dùng vũ khí. Mông Cổ là mang di chi bàn, không có được thánh nhân giáo quá. Nếu như muốn thọ giáo thì ta đây chỉ điểm chỉ điểm. Âm nhục Mông Cổ như vậy không thể tha. Võ khí của ta là cái quạt này, ngươi sử dụng kiếm hay đao? Tại hạ suốt đời lập lại với cây bút, không biết dùng binh khí. Cô Long, cô Long, quá nhi. Cô Long, cô Long, công này mà quá mà không mua lo. Cô cũng không biết. Cô Long từ nay cô ấy đâu quá từ đó. Ê, chúng ta đang tỉ võ, để chỗ khác đi. Trời cao muốn chúng ta chịu khổ, cho nên đã bỏ lỡ dịp ở đỉnh Hoa Sơn. Cũng may là bây giờ chúng ta lại trùng phùng. Cô Long, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Ừ. Nè. Mẹ, võ công của Chu Tiền Bối giỏi thiệt. Hình như nếu như cho ông uống thêm một ly rượu nữa thì ông càng đánh giỏi hơn. Mẹ, đi cho Chu Tiền Bối đi. Chu đại ca, rồi nè.
Dường như là có võ công thượng thừa, quá nghi thân với cổ như vậy, không biết là đệ tử thân gì cao môn nào. Ăn gian đốt vậy đệ phu ăn gian quá. Chú đại ca, đi nghỉ một chút đi. Tạm tiễn hai người, thân lý tiễn. Trước khi tỉ võ không nói rõ không sử dụng áp khí. Nếu như tiền bối này sử dụng áp khí để hại ta, ta cũng chấp nhận. Cô thấy thế nào hả? Ê, tên súc sanh, mau đi chỗ khác. Ta nói làm gì? Đánh thắng thì làm sao? Ta đâu có cản trở ngươi. Quắc Đồ, chúng ta đã thắng trận đầu rồi, bây giờ có thể tiếp tục trận thứ nhì rồi. Đi, cẩn thận nha. Trận thứ nhì do sư huynh của ta là Đạt Nhĩ Ba ra tay, không biết quý phương phái nào ra chỉ giáo. Trận sau anh sẽ so tài với Pháp Dương. Cái trận này Hoàng Văn Chủ, để tôi so tài với hắn. Sư huynh cẩn thận nha. Đừng đây, cô làm cái sao vậy? Hey, tên nào mày dám dùng tới cô làm của ta hả? Hey, không tới phiên người là tiếng, cút đi. Ba người tới đây để kiếm chuyện, bộ tụi các người giỏi lắm hay sao? Ta không có đi làm gì ta. Hãy tới xin lỗi cô Long đi nha hả? Tên súc sanh, không biết sống chết hả? Tiểu súc sanh chửi ai vậy? Ta chửi người đó. Ha ha, thì ra ngươi là tiểu súc sanh đang chửi ta hả? Quả gì không sao chứ? Sao không sao? Tiểu súc sanh này muốn thổi giáo đã cầu bóng pháp của Hồng Lão từ mối hả? Để cháu dạy nó bài học mới được. Nhưng mà lại để cho hắn thoát được. Nè, sao chú biết đã cầu bóng pháp? Ồ, lúc này Lỗ Văn Chủ ra tay với hắn, cháu đã nhìn thấy, học được vài chiêu. Quá đẹp, chúng ta đã thảo thuận 3-2, phe ta đã thắng 2, võ lâm minh chủ thuộc về Pháp Dương sư phụ của ta, có người đã bất phục. Kim Luân Pháp Dương, chính bản thân của ta đây, bất phục rồi nè, có giỏi thì đấu với ta đi. Muốn chết? Quắc Đồ, buông tay, chúng ta đã thắng rồi, đừng có ra tay với tiểu bối nữa. Quá nhi, bác nghĩ hắn không phải là đối thủ của cháu. Cháu sử dụng đã cẩu bốn pháp là có thể thắng được hắn rồi. Tiểu súc sinh, sợ đâu phải không? Tiểu súc sinh, tiểu tử kia, ta sẽ cho ngươi bài học. Nhưng mà lớn ăn hiếp nhỏ, ta còn phải được sự chấp nhận của sư phụ. Lúc nãy đã nói 3-2, phe ta đã thắng 2, võ lâm minh chủ phải thuộc về sư phụ của ta. Các người còn nói ngược như vậy hả? Cái tên đại hòa thượng kia vừa to vừa ốm, tướng tá kỳ cục, làm sao làm võ lâm minh chủ được? Không xứng đáng đâu. Phi, tên tiểu tử, sư phụ lại hãy ra đây quản giáo quản giáo. Nếu như còn ngang bướng thì đừng có trách ta thủ hại vô tình. Sư phụ ta mới xứng đáng làm võ lâm minh chủ. Sư phụ nhà ngươi hả? Có bản lãnh gì đây? Sư phụ ngươi lại, hãy kêu ra đây.
Ta danh võ Lâm Minh Chủ đều do đệ tử đại diện sư phụ phải không hả? Phải. Ba bàn phe ta đã thắng hai, võ Lâm Minh Chủ phải thuộc về sư phụ của ta. Đúng vậy. Nhưng mà đệ tử của sư phụ ta ngươi còn chưa thắng mà. Đệ tử của sư phụ ngươi lại, lập tức kêu hắn ra đây. Đồ ngu. Đệ tử của sư phụ ta chính là ta. Được, ta đấu ba trận với người. Nếu như người có thể thắng được hai trận thì tôi đại hòa thượng nhà người có thể làm được võ Lâm Minh Chủ. Nhưng mà nếu như ta thắng hai trận, xin lỗi nha, cái chức võ Lâm Minh Chủ kia thì phải do sư phụ ta làm. Hả? À, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Được, tỷ võ định Minh Chủ, đó là điều hợp tình hợp lý. Nhưng mà võ công thiên hạ cả dạng người, nếu cái đánh dậy hoài, vậy tới khi nào mới xong hả? Người khác làm võ Lâm Minh Chủ, ta đây thật sự không có ngại đâu. Nhưng mà cái tên đại hòa thượng kia làm võ Lâm Minh Chủ, ta thấy là ghét rồi. Sư phụ của ngươi lại, kêu ông ta ra đây đi. Ở trước mặt của nhà ngươi đó. Cô Long à, cái tên ngu này hỏi thăm sư phụ có khỏe không kìa. Tên tiểu tử Lưu Minh Kiệt, ngày hôm nay huấn hùng tập trung, có chuyện quan trọng phải giải quyết, không để cho ngươi kiếm đường đâu. Hãy đi chỗ khác đi. Hả? Cái tên lão hòa thượng này vừa đen vừa xấu, ăn mặc rất là kỳ cục, tóc vừa ngắn vừa khó coi. Hãy xem sư phụ của ta đẹp tới cỡ nào chứ, thanh nhã tú lệ. Để của Long ta làm Minh Chủ, so với lão hòa thượng người hơn rất là nhiều. Quý vị anh hùng, tên tiểu tử vô lễ này, ta phải giết hắn, đó là tự hắn chung lấy, không thể trách bổn vương. Quý vị anh hùng, quý vị anh hùng, nếu như ngày hôm nay ta giết chết con chó Mông Cổ này đây, là do tự mình chung lấy mà thôi. Quý vị anh hùng, đừng trách tiểu đệ dương quá. Hả? Quá nhiều. Đã cẩu thì phải dùng đã cẩu bổng. Lỗ ban chủ cho chó mượn đã cẩu bổng, đánh xong con chó dữ kia lập tức trả lại. Ngoài ra bộ phán phải trao thuốc giải. Dạ. Ta không bao giờ đánh chơi với ngươi đâu. Phải đánh cá một vật mới được. Được. Nếu ngươi thắng ta thì sẽ cúi đầu lại ngươi ba lại, kéo ngươi bằng ông nội. Ừ? Kéo gì? Ông nội. Cháu ngoan, gọi thêm tiếng nó đi. Nếu như ngươi thua, hãy đưa thuốc giải cho ta. Ta không thua ngươi đâu, tên tiểu tử đừng có vọng tưởng. Tiểu súng sanh, chửi ai vậy? Ta chửi ngươi. Tiểu Phan Dương, dạy đời cho người, ngươi phải nhớ đó nha. Coi nè. Lật diệp phi điện hoành tảo thủ, xong đã cẩu mặt quay đầu. Hãy thừa dịp truy kích, dùng chơi thần long bản thủ. Ngưng tay. Thế nào, tiểu tôn tử à, chịu thua cho vậy? Ngươi rõ ràng sử dụng võ công của Hồng Thất Công, ngươi không phải là ban chủ của cái bang. Bởi vì ban chủ lúc nãy đã bị ta hạ rồi. Nhà ngươi nói như vậy giống như là ngươi nói hay sao hả? Bổng pháp này đây đích thật không phải do sư phụ ta truyền dạy. Cho dù đánh thắng nhà ngươi cũng bất phục. Ta chỉ sợ là ta mang võ công cho sư phụ của ta vậy, ngươi sẽ thua một cách thê thảm hơn nữa. Cô Long, có phải vậy không? Được, chỉ cần ngươi không sử dụng đã cổ môn pháp Hoàng Thất Công, bổn vương ngày hôm nay sẽ lấy mạng của ngươi. Quắc đô ta muốn thọ giáo cao chiêu của lệnh sư. Xin lỗi cái gì tiền bối, có thể cho Dương Quá mượn bảo kiếm để sử dụng không? Dương Quá, sử dụng kiếm của ta đi. Cảm ơn. Dạ, bố không dám sử dụng bảo kiếm của tiền bối đâu. Ê, vị đại ca kia, mười thanh kiếm xài đỡ xuống đi. Ta dùng cái thanh kiếm này là có thể đánh bại tên ngu nhà ngươi rồi. Còn kiếm, ở trên đời này ai biết nhà ngươi là con kiếm mà. Yeah.
cho người biết ta có ám khí, người lại không tính. Mày có sao vậy? Không sao. Tiểu tử, phải đối với người. Ha ha, không ngờ cái tên to con nhà người biết nói tiếng Hán hả? Võ công của người do ai dạy vậy? Sư phụ của ta chính là Cô Long. Võ công của ta đương nhiên do Cô Long dạy. Nè, thằng biết đã cầm bổng pháp, người có biết là ai vậy không hả? Ai? Hồng lão tiền bối, Hồng Thất Công. Hồng Thất Công là sư phụ ngươi à? Thế nào, ngươi sợ đâu sao? Tại sao chịu cúi đầu lại ta hả? Ngươi có biết không, sư huynh của ta đã chết dưới chữ của Hồng Thất Công. Ta, ê, đại hòa thượng, sư huynh của nhà ngươi không những chết, năm đệ tử của nhà ngươi đã bị phế do cầm tinh hoa sườn đó, không biết không hả? Đồ ngu. Mông cổ ngũ số. Hãy bàn tay nghe thật kỹ đây. Bọn chúng đã bị ta và Hồng lão tiền bối cho bài học. Ta tha cho bọn chúng. Bọn chúng đã trở thành phế nhân rồi, trở về biết luôn rồi. Người dám so tài với ta? Đang nghĩ bà, tiểu tử kia nói bậy bạ, đủ tin hắn. Lên. Muốn gì? Cầm lấy. Đặc biệt bà dùng vô tượng đại lý hộ pháp. Anh Tịnh, anh có vợ nói của anh Trinh Cung không? Không có. Quế Nhi, dùng như Hồng Đại Pháp. Mẹ, gió công của Dương Đại Ca thiệt là lạ. Sao mẹ không dạy con? Đừng có tưởng là giỡn chơi. Dương Đại Ca của con đang thí mạng với tên hòa thượng đó, còn nguy hiểm hơn là dùng đao dùng kiếm. Tâm trí của con đã bị loạn rồi. Phù Nhi. Phù Mối. Phù Nhi, con sao vậy? Phù Nhi. Phù Nhi. Con sao vậy hả? Con đã bị di hồn đại pháp ảnh hưởng tới. Đừng có nhìn nữa. Ô. Đạp gì bà? Ngươi có biết là ta là ai không vậy? Nhà ngươi là ai hả? Ta là đại sư huynh của nhà người. Chuyện quê đó. Sư huynh của ta đầu thai chuyện thế à? Ông sư huynh. Ôi đại 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 sư huynh khỏe không vậy? Ôi đại sư huynh. Đại sư huynh bà đúng vậy. Anh không phải đại sư huynh đâu. Sư huynh. Tiểu tử, nói rõ ràng sư phụ của ngươi là ai? Sư phụ của ta là Cô Long nè. Đã qua được, còn chịu bái kiến Võ Lâm Minh Chủ. Tiểu cô nương kia xứng đáng làm Võ Lâm Minh Chủ. Hey, tôi đã qua được này. Lúc nãy thỏa thuận rồi đấy nha ha. Nếu như mà ta đây được thắng hai trận, sư phụ sẽ làm Võ Lâm Minh Chủ. Ngươi đừng có nuốt lời nha. Bây giờ tôi muốn thử xem có xứng đáng làm sư phụ hay không. Được, vậy ta sẽ nhận 10 chiêu. Tiểu cô nương, nếu không nhận được 10 chiêu của ta thì sao hả? Nhận không nổi thì không nổi, đâu có sao đâu. Ô đồ, binh khí đâu?
binh khí đâu. Cô Long, hãy để ý thương quả thuận này nha. Quả thuận thúi, người tôi gan chấp tỷ giỏi với sư phụ ta, cô là Bồ Tát chuyển thế, võ công của cô rất là cao cường, người cẩn thận là tốt hơn. Cứ diệt nhau vô. Ngươi có bị thương không? Quan sao? Quả gì? Không sao chứ? Dạ không sao. Quả thằng thúi, kiếm luôn cái nhà ngươi ở đây nè, có chuyện thua chưa hả? Các lỗi anh hùng, nếu là đến 3 tiếng hắn không tin lời, vậy có nghĩa là thua. 1, 2, 3. Thôi rồi. Bây giờ không có lời gì để nói nữa ha. Nếu như nhà ngươi đã chịu thua, vậy không có dễ với ngươi đâu. Bà ta thúi mong cổ kia, đập tôi cút đi, cút đi. Quả gì đừng nói bậy. Công lực của đại sư rất thâm hậu, tại hạ kính phục, xin hoàn trả lại. Những tên giả mang trung nguyên các người, quỷ kế đa đoàn, ý đồng đánh thắng ta. Ta là anh hùng hảo hán, ngày nào đó bổn tội sẽ trở về đây so tài cao thấp. Võ công đại sư cao cường thật sự là mọi người kính phục. Thôi thì hãy mời đại sư. Cô đã, đệ tử của người đã trúng ám khí của ta, hãy mang thuốc giải ra đổi thuốc giải của ta đi. Không sao đâu, ở đây có biết bao nhiêu người, chất độc của Chu đại ca sẽ có người giải được. Cô Long, cô không sao chứ? Quá không sao chứ? Quá không sao. À, xin mời, xin mời. À, ngồi đi, ngồi đi. Tự nhiên. Mời, nè, nè. À, xin mời, mời. Mời, tự nhiên. Nè, càng đi. À, càng đi. À, mời. Này vợ, ngươi coi cảnh tượng bữa nay thiệt là náo nhiệt ha. Đúng vậy. Xin mời. Quý vị anh hùng lần này có thể đuổi được thầy trò của Kim Luân Pháp Dương đi. Đã thật. Đúng vậy. Võ Lâm Minh Chủ không rơi vào tay của bọn chúng là một điều may mắn. Đúng vậy. Cái chuyện đêm hôm nay là cho mọi người vui vẻ. Tiểu huynh đệ mời để một ly. Mời. Xin mời. Ngươi ẩn huynh, để tôi dẫn kiếm mấy người bạn cho được không? Dạ được. Quá gì? Thưa bác phụ. Nè, mời sư thúc tổ một ly. Sư thúc tổ, Dương Hoa tính một ly. Được. Long cô nương, chúng ta ngồi chung nhau. À, đi. Mới nhiên, ngươi đi ngồi bên cạnh của cô đi. Tại sao không tới? Làm cái quá sao Hoàng? Quá ba phụ có chuyện muốn nói với Quán. Cô muốn Quán ngồi bên cạnh của cô. Ồ, ba phụ cháu lên mặt một chút nha. Nè, Quá Nhi, võ công của cháu là ai dạy cho cháu vậy? Cô Lâm là sư phụ của cháu. Quá Ba Mẫu, Ba Mẫu không có tên nào. Nông cô nương, võ công của Quá Nhi là do cô dạy hả? Đúng vậy. Thế nào, võ công có được không?
Dạy hay lắm. Sư phụ của cô là ai? Sư phụ của tôi đã chết rồi. Xin hỏi sư phụ của cô tôn tánh đại danh? Không biết. Sư phụ là sư phụ. Phải. Là giờ Tiểu Võ, chúng ta ra ngoài. Đi đi. Không được đâu. Phu muội à? Phu muội, hãy tới đây. Dạ. Cha, mẹ. Lại muốn ra ngoài chơi nữa à? Tụi con muốn đi ra ngoài chơi chút thôi. Nhưng mà ngày xưa em cho rằng nhân phẩm quá Nhi không được tốt, võ công dở, bây giờ hết lời để nói chứ. Đêm nay quá Nhi ở trước mặt các lộ anh hùng đã lập đại công, cho dù ngày xưa có lỗ mãn tới cỡ nào đi nữa, nếu làm như vậy kể như lấy công chuộc tội. Nhân phẩm và võ công của quá Nhi cái gì cũng khá hết, em bây giờ thật sự rất là thích nó. Long cô đường, tôi và cha của quá Nhi năm xưa là bác bái chi giao, sự quen biết của hai nhà Quách Dương từ xưa rất thân lắm. Con gái của tôi là Phùng Nhi, tướng mạo võ công đều tương tự với quá Nhi. Nè anh Tĩnh à, tại sao lại khen Phùng Nhi của chúng ta như vậy? Bộ anh không sợ Long cô nương cười hay sao? Ấy vì vậy tôi muốn gả con gái tôi Phùng Nhi cho quá Nhi. Cha mẹ của quá Nhi qua đời rồi, như vậy Long cô nương có thể quyết định được. Vào đêm nay anh không cùng tụ, chúng ta nghĩ thượng gia hỷ có được hay không hả? Mời vì vậy tiền bối đức cao trọng vọng đứng ra làm mai quyết định vụ hôn nhân này, Long cô nương nghĩ thế nào? Quách bá phụ, Quách bá mẫu, ngày xưa hai người nuôi dưỡng Dương Quá, đại ơn nhà nước có hai bạn, Dương Quá không thể làm được đáp được. Hơn nữa, gia thế cháu bằng hạng, nhân phẩm thấp kém, thật sự không xứng trước thiên kiệt của bá phụ. Quá gì? Chúng ta không phải là người ngoài, chuyện đó cháu được bất cỡ. Vậy thì cháu nói thật, Quách bá phụ, làm cái gì cháu mới làm hết, nhưng mà cái gì hôn nhân, cháu không thể thiệt. Anh Tĩnh à, anh thì là thẳng thắn quá. Quá Nhi, Long cô nương thực sự là sư phụ của cháu. Là thật là sư phụ của cháu. Vậy có cúi đầu bái sư rồi chưa? Dạ có chứ. Anh Tĩnh à, Phụ Nhi nó còn nhỏ lắm, cái việc hôn nhân này chúng ta đừng có gấp gáp quá. Hôm nay là võ lâm đại hội, chúng ta đặt quốc gia lên hàng đầu, Nhi nữ tư tình từ từ rồi mới tính. Phải, em nói đúng lắm. Long cô đường, tôi vì tư sự đã quên công việc, vì hôn nhân của tiểu nữ và quá Nhi sau này chúng ta tính lại. Tôi muốn làm vợ của quá Nhi. Quá không cưới con gái của ông đâu. Không phải là đệ tử của cô nương sao? Phải. Ngày xưa tôi đã dạy võ công cho quá Nhi, nhưng mà bây giờ võ công cũng tương đương với tôi rồi. Trong lòng quá Nhi thương tôi thì tôi cũng thương quá Nhi. Ngày xưa quá không muốn tôi làm vợ, trong lòng của tôi đau buồn lắm. Nhưng mà bây giờ tôi đã biết rõ trong lòng của quá rất thương tôi. Cô Long, chúng ta đi. Long cô nương, cô là võ lâm minh chủ ở trong thiên hạ, chúng dân sợ quy, tại sao lại bỏ đi như vậy? Xưa nay tôi không bao giờ nghĩ tới làm võ lâm minh chủ. Nếu như hoàng băng chủ thấy thích thì cứ làm đi. Vậy cũng không được. Nếu như thật sự muốn nhường thì cũng phải nhường cho các anh hùng tiền bối chứ. Tùy ý của băng chủ. Tóm lại ba cái thứ đó tôi không lo đâu. Dương Quá, nhà ngươi khi xưa diệt tổ, ai cũng muốn giết. Ngày hôm nay, nhà ngươi có những hành động cầm thú như vậy, chỉ cần ta còn một hơi thở, ta tuyệt đối không tha cho ngươi đâu. Xứng đáng sao? Tránh ra. Dưỡng sư đệ, hãy nói thử đi. Cái đệ mầm đó tại Trung Nam Sơn, hai người này đây trần truồng với nhau đã làm những việc gì? Nói đi, mày nói bậy gì? Thank you.
giết. Ngày hôm nay nhà ngươi có những hành động cầm thú như vậy, chỉ cần ta còn một hơi thở, ta tuyệt đối không tha cho ngươi đâu. Xứng đáng sao? Tránh ra. Doãn sư đệ, hãy nói thử đi. Cái đêm hôm đó tại Trung Nam Sơn, hai người này đây trần truồng với nhau đã làm những việc gì? Nói đi, nói bậy gì? Sợ rồi sao? Hai thầy trò của người làm những chuyện bậy bạ, ta đương nhiên là phải nói. Phải cổ một người tốt hơn hết mới đánh một trận với toàn thân của ta. Đạo trưởng bất giận. Quả nhiên, cả hai đều là sư tôn của cháu. Cháu phải khuyên mọi người đi. Quách bác phụ, sự việc tới giờ, muốn cháu nói gì nữa đây? Quách nhi, mắt không thấy thì thôi, chúng ta cứ mặc kệ họ, mình đi. Người muốn đi hả? Quả nhiên, cháu phải có ý chí làm người, làm người cho đàng hoàng. Đừng bao giờ làm cho mình thân bại danh liệt. Quá Nhi, cái tên của cháu là do bác tình của cháu đặt. Cháu có biết chữ quá nghĩa là gì hay không? Chắc cháu đã nghe mẹ của cháu nói cháu chỉ có tên một chữ là quá. Vậy thì biệt tự là gì? Tôi là Cả Chí. Đúng. Vậy thì Cả Chí là cái nghĩa gì? Quách bác cũng muốn nói, có làm lỗi phải biết hối cải. Quá Nhi, biết lỗi biết sửa mới là một điều thiện. Quách bác phụ, nếu như cháu thật sự làm sai điều gì, cháu sẽ sửa đổi. Nhưng mà cái tên này, hắn chửi cháu, đánh cháu, làm nhục cháu, làm sao nhà hắn làm cho phụ được. Hơn nữa, cháu giật mùi lòng trong trắng một đời, trời đất có thể làm chứ, cháu có điều bổ sai hay sao? Quá Nhi, Quá Nhi, cháu nên nghe lời của bác tình của cháu nói. Long cô nương là sư phụ của cháu, là bề trên của cháu, các người không thể có tư tình nam nữ. Cháu và của lòng tôi không thường ngại, cháu của làm vợ cháu, có cái gì mà không được chứ? Tại có quyền nói đây. Nghĩ miệng. Lúc nhỏ Quách Bá Mẫu dạy cháu tứ thư ngũ kinh, nhân luân chi đạo, quên hết à? Nếu như cháu đã làm cái chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, Quách Bá Phụ, cháu biết là cháu không có học nhiều, nhưng mà cháu không có làm cái chuyện trái với lương tâm. Quá thương cô lòng cũng thương quá. Đó là chuyện riêng của hai chúng tôi, không có ăn thua gì các người đâu. Các người không quyền phản đối. Anh tỉnh à? Tôi không. Tại vì cha cháu là bác bái chi vào, bác không thể để cháu làm cái chuyện xấu như vậy. Làm sao trả lời cha cháu đi? Quách bác phụ, cháu chỉ biết rõ cha mẹ sống qua được. Cháu là một cô nhi, tôi rất cảm ơn công ơn dưỡng dục của bác và bác phụ. Nhưng mà tất cả những hành động của cháu để mình cháu chịu trách nhiệm, cho dù mọi người trong thiên hạ của cháu là kẻ bất nhân bất nghĩa, cháu không thể thay lộc đổ dạ. Cháu dám. Quách bác phụ, tôi lặp lại một lần nữa, cháu đã quyết định rồi, mãi mãi không thay đổi. Muốn chém thì chém đi. Quá gì, bác phụ xem cháu giống hệt như con ruột của bác phụ vậy. Bác ta là thà rằng giết cháu cũng không để cho cháu làm sai chuyện. Vậy thì ra ta đi, cháu biết rồi, bản thân cháu không có lỗi. Quá, cháu là một người biết đạo nghĩa. Được, cả người đi đi. Để hỏi hỏi gì chứ, xin chào. Đi đi. Quá Nhi, chúng ta đi. Thank you.
Cô Long. Ừ. Cô đang nghĩ cái gì? Đang nghĩ tới lời hôm qua quá đã nói với Quách Đại Hiệp. Những lời của quá nói là thật tình đó hả? Xém một chút nữa là bắt bạn giữ tay bá phụ. Vậy mà còn không tin sao? Đương nhiên là tin rồi. Cô Long, chúng ta sẽ mãi mãi sống bên nhau, không bao giờ xa cách. Được, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không xa cách nữa. Đừng có gặp những người đáng ghét kia. Cô Long. Ừ? Bây giờ chúng ta phải đi đâu? Chúng ta về nước Trung Nam đi. Ý của con là trở về cô mộ. Ừ. Thời gian qua cô cậu xuống núi, tuy rằng đã nhìn thấy rất nhiều phồn hoa đô thị, nhưng mà không có bằng cái tiêu diêu tự tại ở trong cổ mộ. Ý quá thế nào? Cô Lộc, đương nhiên là tán thành. Chỉ cần cô đi tới đâu, quá sẽ theo tới đó. Chỉ sợ một thời gian sau, quá sẽ cảm thấy cuộc sống ở trong cổ mộ buồn chán nhạt nhẽo, lại muốn xuống núi nữa. Không đâu, quá chỉ cần có thể sống chung với cô, ở bên nhau suốt đời, không có yêu cầu gì khác thì không hối hận. Quá tuyệt đối không hối hận. Nhớ lại ngày xưa, lúc nào cũng mong cô cho phép quá nó khỏi cổ mộ. Nhưng mà quá bây giờ đi một vòng ở bên ngoài, nhìn thấy giang hồ hiểm ác, lòng người khó đoán. Lúc nào cũng nghĩ tới cô Lộc, nhớ tới cô, nghĩ tới những ngày thân tình ở bên cô. Dì, chúng ta đi về phía Bắc. Người à, bây giờ tại nhà cô của ta sẽ sống một cuộc sống riêng tư. Còn người hãy sống cuộc sống riêng của người đi nha. Hả? Đi, đi đi. Đừng lo lấy mình nha. Người à, hãy đừng lo cho mình nha. Hãy sống cuộc sống mà nhà người muốn sống. Để chúng ta có gì sẽ gặp lại. Hẹn ngày tái ngộ. Uống ly trà đi. À. Sao hả? Cô nhớ tới Quá Nhi à? Thời gian qua nhanh thật. Bao nhiêu năm qua con trai của Dương huynh đệ đã lớn tới như vậy. Hơn nữa đã có võ công tài giỏi, làm mọi người cảm thấy được an ủi. Phải, đứa nhỏ đó thật sự không ai ngờ lại có võ công giỏi như vậy. Nhưng mà em cứ cảm thấy nó giống hệt như là cha của nó. Em nói như vậy nghĩa là gì? Nó giống như là cha của nó Dương Khang, xảo quyệt không thành thật, và cố tình làm ra cái vẻ đáng thương khờ khờ khạo khạo. Ngay chính vợ chồng của chúng ta nó cũng qua mặt. Anh nghĩ nó không cố ý đâu. Nếu không ngày hôm qua nó không ra tay giúp đỡ. Nếu như không phải nó ra tay thì Võ Lâm Minh Chủ nó rơi vào tay của Kim Luân Pháp Dương. Anh Tĩnh, xem chừng anh hình như là thích nó lắm đấy nhờ. Không lẽ anh thật sự muốn gả phù nhi của chúng ta cho Quá Nhi?
Lúc trước em không phải lo cho Phụ Nhi sau này sống chung với một người chồng nhu nhược sao? Bây giờ đã thấy vợ con của Quá Nhi rồi, chắc em phải an tâm chứ. Nhưng mà người đã đi rồi, chỉ mộng tưởng mà thôi. Thật ra em không có yên tâm. Em không có gả Phụ Nhi cho nó đâu. Anh tỉnh, không lẽ anh đã quên cái đứa bé Quá Nhi đại nghịch bất đạo, có chuyện này nội với sư phụ của nó là Long cô nương hay sao? Không, có lẽ Quá Nhi nhất thời hồ đồ. Có lẽ Quá Nhi có nỗi khổ riêng của mình. Thôi đừng có nói giùm cho nó nữa. Em không muốn gặp mặt của nó, nếu không sẽ hại suốt đời của Phụ Nhi. Em nói đúng lắm. Con người đã đi rồi, nói gì nữa cũng vô dụng. Có lẽ vận mạng đã ăn bài Phụ Nhi muốn sống chung với Đại Võ và Tiểu Võ. Hai anh em của tụi nó rất là thương yêu Phụ Nhi của mình, nhưng không biết là Phụ Nhi của mình sẽ gả cho Đại Võ hay là Tiểu Võ đây. Đầu mối. Quá ra mũi ở đây hả? Quynh đi tìm mũi khắp nơi. Tìm em có chuyện gì? Không có gì cả. Buồn chán quá, cho nên là muốn tìm mũi để mà nói chuyện thôi. Cái gì? Buồn chán mới tới tìm em, coi em là cái gì đây? Không đâu, Quynh không có ý đó. Chẳng qua. Bây giờ bổn cô nương muốn được thanh tịnh, không muốn nhờ người tới làm phiền. Phụ mũi à, có chuyện gì không vui hả? Em có buồn hay vui đâu cần anh nói tới. Đừng có vậy mà. Muội không có được vui. Có chuyện gì cứ nói đi, huynh đây có thể chia sẻ cho muội mà. Chỉ cần nghe lời em là em vui rồi. Phụ muội có gì căn dặn, huynh đương nhiên là nghe. Được, vậy bây giờ nghe lời của em trở về phòng đi. Có nghe không? Được, huynh nghe. Đại ca, tại sao lại ở chỗ này? Không được à, để tới đây làm gì? Để có chuyện muốn nói với phụ muội à. Lúc nãy Quynh đi ngang qua phòng của sư phụ, nhìn thấy sắc mặt sư phụ giận dữ, hình như không được vui đó. Cho em thế nào? Cần gì phải hỏi nữa, chắc là sư phụ đang giận cái tên Dương Quá tiểu tử kia đó. Sự đời khó đoán trước được, không ngờ võ công của Dương Quá lại tài giỏi như vậy, so với bất cứ người nào trong chúng ta đều giỏi hơn nhiều. Như vậy thì sao? Tất cả hành động của hắn là một sỉ nhục của võ lâm đó. Đủ rồi, anh làm mất lòng anh sao? Quynh thấy sao nói vậy mà. Tóm lại hắn này nổi với sư phụ nữa, làm ra cái chuyện tồi tệ như vậy, đại nghịch bất đạo, còn thua cầm thú nữa đó. Đủ rồi, nói đã chưa? Nè, phụ mũi, giận làm cái gì chứ? Tất cả những hành động của tên tiểu tử Dương Quá kia thật sự làm cho người ta khinh chê. Quynh đâu phải là vũ quan cho hắn. Em không muốn nghe nữa, hai người đi ra ngoài. Phụ mũi. Đi đi. Được, các người không đi biết không? Dễ ta đi. Phụ mũi. Muốn cứu Lệnh Thiên Kim, ngày mốt giờ ngọ nhất định phải tới Vọng Hương Đỉnh. Vọng Hương Đỉnh. Đại ca, tính sao bây giờ? Kim Lương Pháp Vương thật là khả ố, lại dùng thủ đoạn đê tiện vậy để bắt phụ muội. Nè, mau nói cho cô biết đi. Được, đại ca, đi mau. Cô Long à, đi lâu tới như vậy, chúng ta ăn chút đồ đi nha. Sẵn đó kiếm chỗ nào nghỉ ngơi một việc. Được, cô cũng thấy hơi đói. Thôi được, đi. Cô Long, ở đây nè. Ừ. Cô Long. Nói gì? Chương cuối cùng của Ngọc Nữ Tâm Kinh, chúng ta còn chưa có luyện xong. Quá còn nhớ hay không? Nhớ thì nhớ chứ,
Nhưng mà hai chúng ta suy đi nghĩ lại vẫn còn không xong. Quá nghĩ chắc là có vấn đề ở một chỗ nào đó. Đúng ra cô cũng nghĩ không ra. Nhưng mà trong đại hội anh hùng, cô thấy tên lão đạo sĩ kia rung thanh kiếm vài lần, làm cho cô đã nhớ ra. Ồ, quá hiểu rồi. Có phải đồng thời sử dụng kiếm thuật của phái Toàn Chân và Ngọc Nữ Tâm Kinh Thái hay không? Chả có gì chúng ta liền ngoài liền không xong. Quá nhi, đã khuya lắm rồi, nghỉ sớm đi. Sáng mai còn phải lên đường nữa. Nghe được. Quân Nhi, có phải quá đau hối hận hứa theo cô trở về cổ mộ không? Cô Long, tại sao lại hỏi quá như vậy? Cô hiểu rõ. Từ lúc ra khỏi cổ mộ, quá đã gặp biết bao nhiêu hung hiểm trắc trở. Nhưng mà ở trần thế thật sự có nhiều chuyện làm cho người ta quyến luyến. Quá Nhi, quá có đành bỏ tất cả những cái đó hay không hả? Cô Long, không có sao đâu. Quá Nhi muốn nhúng tay vô những chuyện thâm giang hồ nữa. Quá chỉ muốn là muốn theo cô tới về cổ mộ, ở mãi suốt cả đời ở đó. Quá Nhi, cô Long xin kiệt. Chuyện gì? Đạt Nhĩ Ba, sao hắn lại tới đây? Quách Đồ, tự ngươi hãy giận công, điều tỉnh dưỡng thương. Đã tạ sư phụ. Sư phụ, vết thương của sư đệ không có sao chứ? Yên tâm đi, cũng may chất độc chưa vào tới tim, điều dưỡng khoảng nửa tháng sẽ lành lại ngay. Đạt Nhĩ Ba, làm gì vậy? Sư phụ à, đệ tử cảm thấy kỳ lạ. Đưa cô ta về đây có dùng ý gì vậy hả? Đồ ngu, sư phụ mang về đương nhiên là quá kế hoạch. Hỏi cũng được nữa sao hả? Hai người đừng gây nữa. Cái con nhỏ này ta biết xử lý. Các người về cửu đầu sơn để mà dưỡng bệnh. Để ta lo xong mọi việc, ta sẽ tới đó tìm gặp luôn. Sư phụ, hãy cẩn thận nha. Chỉ cần con nhỏ này ở trong tay của ta, ta không sợ Quách Chẩn Nhật Hoàng Dương không tới. Tới lúc đó, ta sẽ kêu bọn chúng trả lại chức vụ Võ Lâm Minh Chủ cho ta. Thật là không ngờ Quách Phù lại rơi vào trong tay của tên hòa thượng đó. Quá Nhi, qua nói chúng ta có nên ra tay cứu Quách cô nương hay không? Thôi đi, Quách Phù xưa này hóng hách ngang tàng, lần này cho cổ bài học quá thì càng tốt thôi. Nhưng mà không được đâu, Quách bá phụ thương con như vậy chắc là đau buồn lắm. Cái tên giả hòa thượng Kim Luân Pháp Dương thật sự quá đáng, là nhất đại tôn sư lại làm khó dễ một cô gái nhỏ như vậy. Không phải, cái tên hòa thượng thúi này chẳng qua chỉ muốn chiếm lấy chức vụ Võ Lâm Minh Chủ. Hôm đó đã thua hai chúng ta không có cam tâm, cho nên bắt cóc Quách Phù, uy hiếp Quách bá phụ đó mà. Quên gì, nói ra cái chuyện này ít nhiều gì cũng phải dính líu với chúng ta. Chúng ta không thể nào chấp tay đứng nhìn được. Cô Long, ý cô thế nào? Sáng ngày mai chúng ta đừng đi, ở lại để coi làm sao cứu Quách cô nương. Vậy được. Tá mẫu, tại sao các cháu lại ở đây? Sao phải Quách bá phụ tới vậy? Cháu đã biết chuyện gì chưa? Cháu thấy Pháp Dương bắt cóc phụ muội, bây giờ phải cứu cô hả? Con cáo già Kim Luân Pháp Dương hẹn gặp với đại vọng Hương Đình. Đúng vậy, đêm hôm qua cháu được gọi làm ở trong quán trọ, nhìn thấy ba thầy trò Kim Luân Pháp Dương và phụ muội. Thiệt là không may, đêm hôm qua Lý Văn Đạt tướng quân đã mời bác tình của cháu tới đó, nói là có chuyện quan trọng để bàn. Cô định nói là Quách đại hiệp không biết cái chuyện của Lệnh Chiên Kim. Sự việc đột ngột, ông ở tại Tương Dương, tôi đành phải đi theo họ tới vọng Hương Đình. Thì chúng ta đi. Được. Hòa thượng thôi, mà thả ta ra. Hòa thượng thôi, một lát nữa cha ta tới sẽ cầm theo nhà người ra đó. Hòa thượng thôi.
mẹ của ta không tha cho nhà ngươi đâu. Nhà ngươi đến theo lệnh cha mẹ của ta. Phù Nhi. Phù Nhi. Mẹ. Mẹ à, ma tới cứu con. Hoàng Ban Chủ, cuối cùng đã tới rồi. Kim Luân Pháp Dương, ông muốn gì đây? Chúng ta từ kia, ngươi đâu phải là nhất đại thông sư, tỷ võ thôi rồi lại đi làm khó gì vậy cô nương, có biết xấu hổ hay không hả? Hai con hãy lui ra. Sư mẫu. Kim Luân Pháp Dương, có gì thì cứ việc nói thẳng đi. Hoàng Ban Chủ, hôm trước tỷ võ rõ ràng người bị thua là kiếm chuyện dưới ta, rõ ràng không phải là một người hảo hán. Bây giờ hãy đưa thuốc giải kim độc cho ta, chúng ta sẽ hẹn ngày khác so tài một cách đàng hoàng tử tế để xem cái chức vụ võ lâm minh chủ thuộc về ai. Kim Luân Pháp Dương, người muốn nói sao thì nói à, nếu như ta không có được thuốc giải thì sao? Vậy thì ngươi đừng có hối hận nha. Ngươi dùng kim độc làm hại đệ tử của ta, ta cũng có thể bỏ thuốc độc vào con gái của ngươi. Mẹ, đưa thuốc giải cho ta, ta sẽ trị cho cô ấy. Muốn thả cổ không có dễ dàng đâu. Vậy ngươi buộc ta phải ra tay à? Sẵn sàng.